Tập hộp sao 3 Samsung Q990D mới nhất. Samsung Q990D là sản phẩm sao 3 cao cấp nhất của hãng. Hộp khá to và nặng nên việc unbox một mình sẽ hơi khó khăn. Đầu tiên là chiếc loa thân của Q990D. Tiếp theo sẽ để những phụ kiện như hai loa vệ tinh, một hộp đựng dây nguồn, một loa subwoofer. Loa được bọc và bảo vệ rất cẩn thận, ngay cả khi có sự va đập trong quá trình vận chuyển thì vẫn sẽ được đảm bảo. Boxing loa thân đầu tiên. Sản phẩm được làm từ nhựa và e-căng sẽ làm bằng hợp kim, cho cảm giác sờ rất đầm. Tiếp đến tới loa vệ tinh, loa subwoofer và dây kết nối. Hộp đựng hai chiếc loa vệ tinh rất chắc chắn, có kèm một dây cố định màu vàng, nên những chiếc loa vệ tinh được bảo vệ rất cẩn thận. Hai loa vệ tinh cũng được cấu tạo như loa thanh, làm bằng nhựa, e căng thì được làm bằng kim loại giống như loa thanh. Tiếp đến phần hộp đựng dây nguồn và điều khiển. Sản phẩm gồm 4 dây nguồn, 1 dây hất ma, 1 điều khiển, 2 kinh tiểu và kệ treo loa thanh. Boxing chiếc điều khiển của Samsung Q990D. Cuối cùng là chiếc subwoofer. Subwoofer cũng sẽ được bọc hai đầu xốp chống sốc cứng và một dây cố định màu trắng để bảo vệ được chiếc loa subwoofer 12kg. Vì chiếc subwoofer khá nặng nên đổi góc quay cho mọi người dễ nhìn hơn. Subwoofer cũng sẽ được thiết kế giống như loa thanh và loa vệ tinh. Tuy nhiên nổi bật hơn sẽ có phần thiết kế bên hông rất tinh tế và làm cho âm thanh tái tạo tốt hơn. Cùng Hà Linh audio cắm điện và DJ cho loa subwoofer, loa thanh. Loa vệ tinh và sắc chỉ cần cắm nguồn, còn lại kết nối không dây rất tiện lợi. Việc bố trí hai loa vệ tinh thường sẽ để đổi điện loa thanh và loa subwoofer để tạo hiệu ứng tốt hơn. Nhưng trên video Hà Linh để cũng một chỗ nên máy quay có thể bao quát được. Thực hiện kết nối qua TV, có thể dùng các cổng HDMI, Atticon, Wi-Fi, Bluetooth. Who could have done this? Can't
start this on his own.